Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thú vị sau hai quý trì trệ, tổng sản phẩm quốc nội GDP của Đức giảm 0,1% trong quý 3, các nhà kinh tế dự đoán Đức sẽ bước vào thời kỳ suy thoái kỹ thuật vào đầu năm tới. Dữ liệu do Văn phòng Thống kê Liên bang Đức công bố hôm qua cho thấy GDP giảm 0,1% trong quý 3 so với quý 2. Trong hai quý 1 và 2, quý 1 không tăng, còn quý 2 chỉ tăng 0,1%. Dù lạm phát giảm mạnh xuống còn 3,8% trong tháng 10 từ mức 6,1% trong tháng 8 và hơn 10% vào năm ngoái, giá cả cao vẫn tiếp tục là gánh nặng với người tiêu dùng và khiến chi tiêu tiêu dùng chiếm khoảng 2/3 GDP của Đức giảm 0,3% trong quý 3. Xuất khẩu của nền kinh tế đầu tàu châu Âu cũng giảm 0,8%, nhập khẩu giảm 1,3%. Các dữ liệu trên cho thấy Đức đã chạm vạch suy thoái, nếu tiếp tục tăng trưởng trong quý 4, kinh tế Đức sẽ chính thức bước vào suy thoái kỹ thuật. Cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu thị trường S&P Global công bố hôm qua cho thấy hoạt động sản xuất ở Nhật Bản đã giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 11. Theo khảo sát, chỉ số quản lý mua hàng sản xuất BMI của ngân hàng Aoshibun giảm xuống 48,1 điểm trong tháng 11, từ mức 48,7 điểm trong tháng 10. Cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới đều giảm trong tháng 11. Nhà kinh tế Usama Basti tiến hành cuộc khảo sát cho biết hoạt động tại các công ty tư nhân bị đình trệ từ giữa quý tư năm nay. Tình hình vẫn im ắng trong tháng 11, ít thay đổi so với tháng 10. Cũng theo khảo sát, dù lạm phát giá đầu vào đã giảm xuống mức thấp nhất trong 27 tháng, nhưng vẫn ở mức cao và trên mức trung bình. Chi phí nguyên liệu thô, nhiên liệu và lao động tăng cũng như đồng yên yếu là những yếu tố chính khiến giá cả tăng cao. Thị trường việc làm ở Hàn Quốc đang có dấu hiệu chậm lại và các vị trí việc làm mới dành cho thanh niên đang liên tục giảm. Theo dữ liệu do cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố hôm qua, trong số việc làm mới, có 76,5% tương đương 290.000 vị trí dành cho người ở độ tuổi 60 trở lên, tiếp theo là 25,6% dành cho người ở độ tuổi 50. Việc làm cho người ở độ tuổi 30 và 40 tăng lần lượt là 56.000 và 3.000. Tuy nhiên, Hàn Quốc đã mất 68.000 việc làm cho người ở độ tuổi 20 và những người trẻ hơn. Đây là quý giảm thứ ba liên tiếp. Việc làm cho thanh niên ngày càng giảm do lĩnh vực bán lẻ, vốn thuê nhiều người trẻ làm việc bán thời gian đã giảm việc trong quý 2, trong khi số lượng người trong độ tuổi này đang giảm. Tính theo ngành, phân tích y tế và phúc lợi xã hội báo cáo mức tăng việc làm lớn nhất với 108.000 vị trí mới, lĩnh vực lưu trú và ăn uống có 51.000 việc làm mới. Thái Lan cho biết dự kiến đón từ 3,4 đến 3,5 triệu du khách Trung Quốc trong năm nay, thấp hơn mục tiêu đề ra dù đã miễn thị thực để thu hút khách đến từ đại lục. Khoảng 3,01 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến Thái Lan trong năm nay. Trung Quốc là thị trường nguồn quan trọng cho ngành du lịch than chốt của Thái Lan, với 11 triệu khách trước đại dịch vào năm 2019, chiếm hơn 1 phần tư tổng số khách đến Thái Lan năm đó. Tổng cục Du lịch Thái Lan nhận định nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc khiến mọi người lo lắng về chi tiêu cho du lịch. Ngoài ra, vụ nổ súng ở trung tâm thương mại gần đây ở Bangkok cũng ảnh hưởng đến niềm tin của khách du lịch. Hồi tháng 6, Tổng cục Du lịch Thái Lan dự kiến đón khoảng 4 đến 4,4 triệu khách Trung Quốc trong năm nay. Hãng dược phẩm khổng lồ Novo Nordisk của Đan Mạch đã công bố khoản đầu tư 2,1 tỷ euro vào nhà máy ở Pháp để mở rộng sản xuất. Khoản đầu tư của Novo Nordisk sẽ tăng gấp đôi quy mô nhà máy của hãng Tai và tạo ra 500 việc làm vào năm 2028. Nhà máy này sẽ chủ yếu tập trung vào sản xuất thuốc tiểu đường, hộp và lọ, củng cố cam kết của Novo Nordisk trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các loại thuốc quan trọng, có vốn hóa thị trường khoảng 460 tỷ đô la Mỹ. Novo Nordisk hiện là công ty có giá trị nhất châu Âu, nổi tiếng với các loại thuốc tiểu đường, đặc biệt là thuốc chống béo phì, Wegovy Kế hoạch mở rộng tại Pháp là một phần của sáng kiến toàn cầu rộng lớn hơn, với việc Novo Nordisk đã dành 6,1 tỷ đô la Mỹ mở rộng nhà máy ở Đan Mạch. Tờ Thời báo New York hôm qua đưa tin công ty truyền thông xã hội X của tỷ phú Elon Musk có thể thất thu đến 75 triệu đô la Mỹ vào cuối năm nay vì hàng loạt nhãn hàng ngừng quảng cáo trên nền tảng này. Tờ báo đã dẫn các tài liệu nội bộ cho thấy trong tuần này hơn 200 nhãn hàng, trong đó có nhiều tên tuổi lớn như Airbnb, Amazon, Coca-Cola và Microsoft đã tạm dừng hoặc đang xem xét tạm dừng quảng cáo trên X. Tờ báo cũng dẫn thông tin từ X xác nhận, thất thu từ quảng cáo trong tuần này ước tính là vào khoảng 11 triệu đô la Mỹ và có thể lên đến 75 triệu đô la Mỹ vào cuối năm nay. Reuters trước đó đưa tin doanh thu quảng cáo trên X mỗi tháng trung bình giảm 55% kể từ khi ông Musk về làm chủ từ năm ngoái. Nguyên nhân là vì ông giảm nhân sự ở bộ phận kiểm duyệt nội dung dẫn đến tình trạng gia tăng các nội dung thù địch. Chứng khoán Mỹ hôm qua giao dịch trái chiều trong phiên giao dịch rút ngắn cho lễ tạ ơn với việc các nhà đầu tư tập trung vào các nhà bán lẻ để đánh giá sức mua của người tiêu dùng khi mùa mua sắm cuối năm khởi động bằng ngày thứ sáu đen. Các phiên này chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,33% lên 35.390,15 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 0,06% lên 4.559,34 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,11% còn 14.250,86 điểm. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ vẫn được thiết lập cho mức tăng hàng tuần trong tuần thứ tư liên tiếp nhờ hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang đã hoàn tất việc tăng lãi suất và kinh tế Mỹ vẫn kiên cường các nhà đầu tư kỳ vọng các nhà bán lẻ đang chuẩn bị cho một đợt mua sắm toàn cầu kỷ lục vào ngày thứ sáu đen đánh dấu sự khởi đầu không chính thức vào mùa mua sắm giáng sinh ông shin ohara giám đốc quỹ paser etfs nhận định tôi sẽ không quan tâm nhiều hơn đến tổng doanh số bán hàng là bao nhiêu vì lạm phát là một phần quan trọng trong việc tăng doanh thu bán hàng phải không Giá cả tăng lên, do đó, nếu tính theo đô la Mỹ, bạn có thể có doanh thu cao hơn, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến việc đào sâu vào các con số và xem xét doanh số bán hàng và những thứ tương tự như vậy. Ông Dress Bassus, giám đốc điều hành của công ty ASS Investment ở New York cho biết Giá dầu giảm và lạm phát giảm đều làm tăng sức mua của người tiêu dùng. Điều này báo hiệu rất tốt cho các nhà bán lẻ. Chi tiêu tiêu dùng lớn hơn và một mùa thu nhập mạnh mẽ sẽ là nền tảng vững chắc để đảo ngược một số quan điểm thận trọng của nhà bán lẻ mà chúng tôi đã nghe thấy trong báo cáo thu nhập gần đây. Chứng khoán châu Á cũng giao dịch trái chiều khi kết thúc phiên hôm qua, trong đó chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo tăng thêm 0,5% sau khi Nhật Bản báo cáo lạm phát tiêu dùng tăng lần đầu tiên sau 4 tháng. Ông Jobos Kanel của tập đoàn ING Economic bình luận: cả chính phủ Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương nước này BOJ sẽ lo ngại về lạm phát cao hơn dự kiến, điều đó có thể sẽ khiến BOJ phải điều chỉnh chính sách tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo trong năm mới. Tại thị trường Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite mất 0,7%, và chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 2%. Ở các thị trường khác của khu vực, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,7%, trong khi chỉ số S&P ASX 200 của Úc tăng 0,2%. Ngành công nghiệp đóng tàu của Hàn Quốc gần đây đã gây chú ý khi một lần nữa đứng đầu về số lượng đơn đặt hàng đóng tàu toàn cầu vào tháng trước. Ngành này được kỳ vọng sẽ duy trì vị trí dẫn đầu bằng cách đầu tư vào công nghệ xanh và số hóa. Theo công ty phân tích vận chuyển Blasen Research, các công ty đóng tàu Hàn Quốc giành được 62% đơn đặt hàng đóng tàu toàn cầu trong tháng 10, vượt qua đối thủ cạnh tranh lớn nhất là các công ty Trung Quốc, nơi đảm bảo 33% đơn đặt hàng toàn cầu. Kết quả trên là do sự thống trị của Hàn Quốc trên thị trường tàu thân thiện với môi trường. Giáo sư Kim jong hoon tại Đại học Kyungnam chia sẻ, ngành công nghiệp vận tải biển toàn cầu đang chuyển đổi từ tàu chạy bằng dầu diesel sang tàu LNG và các nước đang đặt mua tàu Hàn Quốc vì công nghệ tiên tiến, dù chi phí đắt hơn 10% so với tàu Trung Quốc. Khi ngành vận tải biến chuyển sang sử dụng nhiên liệu thay thế, ba ông lớn đóng tàu Hanwha Ocean, SD Korea Shipbuilding and Offshore Engineering và Samsung Heavy Industry đều ghi nhận thẳng dư trong quý 3, lần đầu tiên sau 11 năm. Xu hướng tăng này dự kiến sẽ tiếp tục khi tuần trước, Hanwha Ocean đã ký thỏa thuận trị giá gần 500 triệu đô la Mỹ với Hy Lạp để đóng 4 tàu chở Ammoniac, dự kiến sẽ là tàu lớn nhất thế giới thuộc loại này. Các công ty đóng tàu lớn như Hanwha Ocean đã có các nhà máy đóng tàu thông minh, nơi máy bay không người lái và công nghệ IoT giám sát hoạt động, trong khi robot và thực tế ảo được sử dụng trong quy trình đóng tàu để tăng hiệu quả, giảm tình trạng thiếu lao động và rút ngắn thời gian phát triển sản phẩm. Ông Kwon Sun du công ty Hanwha Ocean cho biết, Chúng tôi đang nỗ lực với các công nghệ mới nhất để kết nối toàn bộ nhà máy và thiết lập một hệ thống phát triển thông minh và an toàn có thể tự vận hành. Hanwha Ocean cũng thành lập một phòng thí nghiệm công nghệ cao chuyên nghiên cứu cách thức ngăn chặn sự va đập hoặc chuyển động của chất lỏng có thể làm hỏng các thùng chứa nhiên liệu. Ba ông lớn trong ngành đóng tàu Hàn Quốc đã thực hiện đáng kể sự phát triển công nghệ của riêng họ. Điều này có nghĩa là đến năm 2030, rất có thể chúng ta ít nhất sẽ đạt đến giai đoạn thứ ba của quá trình số hóa. Giai đoạn số hóa thứ ba, tức là xây dựng tàu có hệ thống giám sát sẽ phát hiện mọi vấn đề và trí tuệ nhân tạo sẽ đưa ra hướng dẫn cho thủy thủ đoàn về cách khắc phục các vấn đề đó. Còn giai đoạn thứ tư và giai đoạn cuối cùng là không người lái. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát Thanh, trường hình Đồng Nai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.